90 triệu, từ 85 đến 90. Nhưng anh chạy cái xe rất đầu á, khi mà nó xuống á, người ta có thể mua anh 70, trên dưới 70 triệu. Tụi máy này ổn quá hả? Thì cái xe này nè, anh em ơi, tại vì mây là anh ấy thì em nói cho rõ ràng luôn. Và anh Tiến là lâu rồi, tụi em mười mấy năm rồi, cho nên là không có xài. Nên cái xe này thì ví dụ những cái điều gì mà em bao á, về mà không đúng sự thật, cứ mang ra em trả đủ tiền. Ví dụ về em đi á, mà nói cái xe này ví dụ anh em của anh mà người ta xài nhiều, mà người ta nói là rớt đầu, thì em bán 107 triệu, em bao xăng tên thì em trả đủ 107 triệu nha. Rồi các bạn nói tiếng rồi dạ. Em anh Tiến là mười mấy năm rồi, cho nên thành ra nó chỉ có nhược điểm vài con ốc bên này đó nghe em đi. Đấy, mà cái bơm nước á thì cái xe này nó xuất sắc, nhưng mà người ta xài ở cái vùng đất đỏ thì khi ra em chà rửa nó không ra được, em phải bị máy này thôi. Còn cái lốc, cái lốc là chất mộc, chất mộc còn nguyên á. Em nói cho anh là anh có tỉa ốc tỉa rồi, lốc đồ còn vi zin hết vậy đó anh. Rồi vậy thì anh Tuyến ơi, cái này á là em làm giấy, nhưng mà ví dụ như có thiếu tiền thì em cho thiếu lại 20 đi, đưa em kể khoảng 87 triệu, thiếu lại 20, rồi em bao ra tên anh rồi anh gửi ra bấm về tên anh luôn. Dạ Hoàng, cái này nói thật. Dạ dạ. Anh có nó nội chiến. À thì sáng nó gọi Hoàng á. Dạ dạ. Thôi mình làm cái tục góp rồi. Góp cũng được nhưng mà nó phiền đó nha. Tại anh thiếu không có nhiều, mà anh thiếu không có nhiều mà để cứ tài chính nhiều lúc á, tài chính á, ở đây người ta hỗ trợ 30 triệu đến 40 triệu thì anh phải đưa cho em là tầm khoảng 60 triệu mấy triệu, còn lại tầm khoảng 40 triệu được, ok được. Thì người ta sẽ hỗ trợ cho anh rồi đó, vậy thì được. Yêu mà ông anh qua ông mua cho tao chứ sao đúng rồi, mà cân gì là không đưa hết cho anh, từ từ ông đưa luôn. Đâu ông chuyển qua thẻ nè, ông kêu mua chiếc xe khác mà tao không đứt. Anh cho anh đấy, đây mười mấy năm mà mua Việt Nam quen với em cho là... nó mở thôi. Không chỉ có thẻ mà kêu mua xe cho mở thôi, cho chiếc gì không được có 50. Anh chạy bao nhiêu người ơi, anh chạy cái khung sườn này á, nó đẳng cấp hơn cái Việt Nam nhiều. Cái Việt Nam nó chỉ có một cái gì, nó cầm bộ cầm đồ ngoài tiệm kia 40-50 đầy Việt Nam nó thấy rồi chứ sợ. Trời ơi, 40-50 làm sao mà so này được. Thì anh ấy bây giờ chuyển cho Hoàng 50 rồi, để túi tán hết đi rồi qua tuần ngay, nếu anh thu được tiền anh khỏi góp luôn cho mày luôn. Rồi ok, vậy đi các bạn, là cọc 50 nhé. Giờ nếu mà thu kịp rồi thôi phải góp rồi. Rồi ok lắm, vậy đi anh chuyển cho em 50 rồi xong rồi. Rồi đọc số tài khoản từ từ rồi. Dạ đó, bữa nay cũng rất là cảm ơn anh Tiến. Ra gặp cái xe đẹp là anh mua 30 giây, anh đặt cọc trước 50 triệu nha. Dạ, tuần sau anh lấy xe. Anh chung là coi cặp buộc á. Mấy cái đó là anh bắt biết rồi. Xử lý cặp buộc. Đo sạc, kiểm tra nước nhớt đầy đủ trước khi giao xe. Từ lấy cũng được. Còn sau trong tuần sau vẫn được, lúc nào anh Tiến alo thì em để cho 10 ngày. Ưng lúc nào có tiền thì ra lấy đó anh. Dạ. Rồi mọi người, đây cậu Hoàng của em chốt được cái xe này cho anh khách rồi nha mọi người, đặt cọc 50 triệu. Còn những cái gì mà làm theo ý của anh khách đó thì cửa hàng của Lisio và cậu Hoàng em sẽ hỗ trợ làm cho khách hàng nha. Đây thì em sẽ cho mọi người xem cái xe này là cái xe số đầu máy là bao nhiêu. Đây là hàng ba cục 125 nha mọi người, 5005. Xe này thì là hồ sơ cầm tay sẽ về đúng quận nhà cho anh luôn để anh bấm cái biển số mới. Thì hy vọng rằng cái xe này nó sẽ mang lại cái may mắn cho anh trai, và may mắn của anh sẽ bấm ra một cái biển số đẹp nha mọi người, một biển số cực siêu vip để mình phong thủy, mình làm ăn, mình buôn bán, mình kinh doanh nha. Cảm ơn hai anh trai rất là nhiều nha.